Ok, này đi gắn con Adreno 250W hút từ thị cục từ đồng hồ. Cái chỗ này là đồng hồ, từ đây này. Hiện tại là bơm bồn để trên nóc lầu 3 đó mà nó không có tự động lên được. Này thì ngày xưa người ta nhìn như vậy là ngày xưa là biết là có gắn một cái bơm rồi. Không có bơm rồi ha. Giờ mình sẽ phải đấu lại cho nó hút từ cái đường này để lên bồn thôi. Gắn thêm phao điện này. Ủa, bút này hả? Xài được mua chả? Biết rồi. Đấy, các bạn sao mua được? Bên nào? Chọn bút lâu rồi. Đó. 120. Này cái gì mát? Con này là 250W đây. Hút đầy thoải mái. Hãng xài nó có đầu răng là răng 34 này, ốc 27. Chuyển cái CB thành cắm thôi. Không muốn xài CB nữa. Đơn giản. Đầu hút vào của nó thì ở đây, đầu ra thì ở đây. Bơm này không có điều chỉnh áp, mình gắn bơm này trợ lực để mà sao, thứ nhất là khi mất nước nó sẽ tắt bơm luôn, mà nó là cánh chân không là chân nó kéo nước về rất là khỏe, kéo nước về khỏe cực kỳ. Khoảng chào CV sang phích công cái CV hơn. Rồi đấu xong rồi ha. Cái này thì để đường làm đường sức cua, đường xài thôi. Nước dơ lâu đấu xài. Giờ mình sẽ mở cái này ra, nó qua rồi. Nó qua thôi, khỏi phải xả nước ở đây ha. Nó qua rồi thì ok rồi. Nhưng nó chỉ lên được lỗ 2 thôi, không lên được lỗ 3. Vậy giờ đợi cắm cái này vào được. Trên kia 1-2 trên nóc lỗ 3 kìa. Khá là cao. Đây, chỗ nó bơm kia đây. Thôi, còn tiền thôi. Đợi tèo đấu phô điền đến đó nữa được. Từ nhà. Rồi em. Rồi ok, nước lên chưa? Rồi hiểu rồi, nước cái pháo lên coi. Tắt rồi. Ok. Rồi ok. Được rồi.
Ok.